quý du khách đang tham quan và du lịch trên địa bàn thị xã Sapa. Trên địa bàn thị xã Sapa trong ngày đông giá buốt, có những đứa trẻ thơ đang bị ép buộc phải đi ăn xin và bán hàng. Đây là hành vi trục lợi trên thân thể trẻ em, họ đang vi phạm pháp luật về quyền trẻ em. Tổ công tác chúng tôi kính mong toàn thể quý du khách khi đi tham quan và du lịch trên địa bàn thị xã Sapa hãy vui lòng phản đối việc làm trên bằng hành động thực tế, không mùi lòng thương hại mà cho tiền trẻ nhỏ và không mua hàng của các cháu, là chúng ta đã góp phần bảo vệ quyền trẻ em. Bởi những bà mẹ béo mù béo mập đang ngồi trên ghế đá công viên quanh khu vực nhà thờ và sân quần Sapa để chờ những đứa trẻ thơ dại 1, 2, 3, 4 tuổi đầu thôi, nay bị ép buộc phải đi ăn xin trong những ngày đông giá buốt. Thời tiết Sapa hiện nay đang là 3 độ. Đây là hành vi trục lợi trên thân thể trẻ em. Mỗi du khách chúng ta cần phản đối việc làm bất đơn trên bằng hành động thực tế, không cho tiền và không mua hàng của các cháu. Bởi con chim còn biết công mồi về cho bướm cho con, nay các bậc làm cha làm mẹ đang trục lợi trên chính ruột thịt con cháu của mình. Đây là hành vi bất lương. Tổ công tác chúng tôi kính mong toàn thể quý du khách khi đi tham quan và du lịch trên địa bàn thị xã Sapa hãy phản đối việc làm bất lương trên bằng hành động thực tế, kiên quyết không cho tiền các cháu nhỏ đồng bào địa phương và vui lòng không mua hàng của các cháu nhỏ đồng bào địa phương, là chúng ta đã góp phần bảo vệ quyền trẻ em theo công ước quốc tế. Tổ công tác chúng tôi chân thành cảm ơn toàn thể quý du khách đã vui lòng lắng nghe và thực hiện tốt thông báo này. Cảm ơn. Những đứa trẻ còn quá khờ dại, 1, 2, 3, 4 tuổi đầu thôi, sau này thì chính các bậc làm cha làm mẹ trong cái đông giá này, thời tiết hiện nay sau ba đang là 3, 4 độ, đang bị hành hạ và trục lợi trên cơ thể trẻ em. Đây không khác gì những hành vi của những xã hội đen đã chăn dắt các cháu bởi những bà mẹ kéo trục béo tròn, người lao động thích tiêu tiền. Chúng ta với du khách cần phản đối việc làm trên bằng hành động thực tế, kiên quyết không cho tiền và không mua hàng. Ép buộc con mình trong đêm đông giá lạnh để ăn xin và bán hàng, đây là hành vi trục lợi trên thân thể trẻ em còn ác hơn lời vú. Vậy chúng ta hãy phản đối việc làm trên và hành động thực tế, kiên quyết không cho tiền và không làm của các cháu nhỏ đồng bào địa phương. Bởi những bà mẹ béo trục béo tròn, béo mồm béo mập đang ngồi trên ghế đá công viên để trục lợi trên thân thể những đứa trẻ.